Chào mọi người, lại là La. Đến những cái phần list này chúng ta đã gặp nhau từ lần video thứ 7 rồi. Thì chúng ta mới đi hết được. Thì video này là video cuối cùng đấy. Ban đầu mình chỉ dự định 4 đến 5 video thôi. Nhưng mà cái phần list nó khá là dài vì nó khá là quan trọng. Nên mình muốn nói kỹ một chút. Ở cái phần list này chúng ta còn một phần nữa. Được gọi là cái phần gọi là tổ chức list. Đúng không? Tổ chức list tức là chúng ta có thể tổ chức dữ liệu theo chúng ta. Đấy, chúng ta có thể nghĩ là đầu video mình có nói ấy, tức là tổ chức dữ liệu ấy, tổ chức dữ liệu ấy thì luôn luôn là chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta muốn làm cái gì đó một cách có quy củ thì chúng ta luôn cần tổ chức, giống như kiểu là chúng ta tổ chức các view browser ở trong môi trường Revit ấy, hay chúng ta tổ chức các sheet ở trong sheet, hay là các cái bảng thống kê ở trong môi trường Revit, chúng ta tổ chức các hệ thống family, tổ chức các cái hệ thống gọi là file template của công ty. Đấy là những cái việc chúng ta cần tổ chức. Thì dữ liệu, tất cả những cái việc của mọi người làm đấy chẳng qua là chúng ta tổ chức dữ liệu thôi. Và để tổ chức dữ liệu ở trong Dynamo ấy, chúng ta dùng đại cho dùng cái phần này đấy, cho phần tổ chức này. Thì cái phần tổ chức này nó có rất nhiều cái hay ho, nó là cái phần khá là quan trọng nên mọi người phải xem kỹ nhá, đừng bao giờ quên nhá. Nói chung ấy là những cái gì mà mình hướng dẫn ở trong khóa học này thì đừng bao giờ quên, như vậy thôi, rất là ngắn gọn như vậy thôi. Đầu tiên là mình nói về cái việc gọi là một vài nút, đó là vài nút đầu tiên là về sắp xếp trước đi, mình nói về sắp xếp trước. Ok, mình sẽ có một vài nút để sắp xếp. Sort by function, sort by key. List sort by function, list sort by key. Từng bước một thôi. Không nói nhiều. À, list sort thì đơn giản thôi đúng không? Sắp xếp các phần tử đưa vào, mà quy tắc sắp xếp thì như thế nào mình nói cho mọi người rồi, tức là nó sẽ ưu tiên là các phần tử số trước, sau đó đến các chữ thường, đến các chữ hoa, đúng không? Sắp xếp các số, nếu ở trong nội bộ số thì sắp xếp từ nhỏ đến lớn, nếu trong một nội bộ chữ thì sắp xếp từ từ theo bảng chữ cái và ưu tiên là chữ thường trước, đúng không? Thì đây mình sẽ có này, một chấm chấm 10, mình sẽ list shuffle lại đúng không? Cũng có nút là nút, nút shuffle đúng không, để có thể đảo thứ tự lên thôi, đảo loạn lên sau đó sắp xếp lại, rảnh không ạ? Thật ra thì mình chỉ mô tả lại thôi chứ shuffle là chẳng tác dụng gì cả nhá, nó chỉ là đảo lại thứ tự thôi, chứ bình thường trong thực tế thì mình không dùng nút này làm gì cả, đúng không? Đấy, đây mình đã sắp xếp lại như ban đầu, cái ban đầu là nó bị đảo lộn lên rồi, sau đó mình sắp xếp lại như ban đầu, như là list sort và sắp xếp thứ tự là tăng dần, nhá, tăng dần. Thế có người sẽ hỏi thắc mắc ngay là ô, thế nếu sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì làm như thế nào? Khi mà sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì ta có thể lựa chọn là vẫn sắp xếp theo tăng dần, nhưng ta có một nút thì là list reverse, tức là ta đảo chiều của list vừa được sắp xếp. Thay vì sắp xếp từ nhỏ đến lớn thì ta sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Thấy chưa? List reverse tức là đảo chiều của list, chỉ mục nhỏ sẽ thành lớn mà lớn sẽ thành nhỏ. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đảo ngược lại, thay vì đọc xuôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì nó sẽ đọc ngược là 10 9 8 7 9 10 11 21. Đấy. Rất là dễ. Còn đây là list sort by key. À, list sort by key này nghe thì có vẻ trông thì có vẻ dễ hiểu ấy, đúng không? List sort by key ở đây thì không, xin lỗi, trông không không dễ hiểu lắm đâu, đúng không? Chúng ta hoạt động như thế nào để mà mô tả được ấy, thì mình có cái này. Đầu tiên là mình có phần tử là phần tử A. Đấy, phần tử là phần tử chữ A đi. Là chữ A. Đúng không? Đó là rồi. Phẩy cái chữ B. Rồi phẩy cái nữa chữ C. Đó, đóng ngoặc lại. Đây là các phần tử sắp xếp. Mình sắp xếp. Nghe buồn cười nhỉ? Thế bây giờ sắp xếp chắc chắn nó ra ABC rồi đúng không? Không phải thế đâu ạ. Thế thì nó phụ thuộc vào cái key, tức là thay vì lấy ABC để sắp xếp, nó sẽ lấy cái key tương ứng để sắp xếp. Vậy thì key tương ứng như nào? Ví dụ như là mình không thích thế này nữa, mình thích là 3, 1 và 2. Đúng không ạ? Tức là mình sắp xếp theo cái key này này. Thay vì lấy cái ABC thì mình sẽ lấy 3, 2, 1. Nhưng mà A, 3 sẽ đại diện cho A, 1 sẽ đại diện cho B và 2 sẽ đại diện cho C. Và kết quả nhận được thì mọi người có thể đoán được không? Kết quả nhận được ở đầu bên này, mọi người sẽ đoán được ngay, nó sẽ là đảo thứ tự thẳng là một đi trước, nó thành là B, C và A, tức là nó đảo thứ tự thẳng, nó sắp xếp cái thằng này theo thứ tự key của nó, chứ không phải là sắp xếp theo bản thân nó. Nếu như sắp xếp theo bản thân nó thì mình việc gì mình phải lo đúng không? Thế bản thân nó thì mình không nói, nhưng đây là sắp xếp phụ thuộc vào đối tượng khác. Đấy, mô tả như vậy thì mình nghĩ là mọi người hiểu. Bản thân mình đã từng thử nghiệm rồi, tức là mình cho một bạn, hai bạn chỉ học hết cao đẳng thôi, học Dynamo, và các bạn ấy thì được học bổng, nên là các bạn ấy học rất là tốt, tức là các bạn ấy có khả năng hiểu, các bạn bảo là cái này hiểu được mà anh, các bạn nói mình như thế, cái này hiểu được mà anh, hết sức bình thường, nên là mọi người không việc gì phải lo lắng cả. Cái lập trình Dynamo là rất là dễ,
chỉ có lập trình bằng code thì nó khó thôi, cái đấy dành cho những người chuyên nghiệp, còn chúng ta không chuyên chúng ta dùng Dynamo rất là tiện, ta vẫn có thể bằng một phần nào đó để tận dụng một sức mạnh công nghệ thông tin rất là lớn. Cái phần này list sort dễ hiểu chưa, list sort by key à, sort và list sort by key. Thế còn list sort by function thì sao, list sort by function thì sao? Thế mình mô tả như thế này. Ok, mình sẽ có một từ các cái giá trị này đúng không, mình tạo ra một điểm point ta tạo ra tập hợp điểm point ấy, ngay từ đầu đúng không, đây x đây, đó, giá trị x đây, tập hợp các điểm point đây, mình sẽ tạo ra điểm point x là từ 10, 9, 8, 7, 5. Bây giờ mình tạo ra 10 điểm, nhưng mà cái thứ tự của nó thì đang là x đi trước là 10, tức là cái điểm này đi trước là điểm này, đây mọi người chỉ vào nó hiện lên này không này. Đấy, chỉ vào tiếp nó hiện lên 1, tức là nó hiện ra cái chỉ mục ở đây này, cái giá trị chỉ mục ở đây này. Đấy, tiếp là 2 này. Bây giờ mình muốn sắp xếp lại các điểm này chứ mình không muốn sắp xếp các thứ tự này, thì có người sẽ bảo là thế quay lại đảo đi vớt là thằng xong, không phải thế, mà là đây là mình đang ví dụ trong thực tế, mọi người sẽ nhận được các cái điểm, ví dụ các cái điểm tọa độ của móng hay tọa độ của cọc hay tọa độ của những cái gì đó chẳng hạn, các đèn, các cái gì đấy đó, thì mọi người sẽ có thể phải sắp xếp lại, bởi vì những cái đấy, những cái điểm logo đại diện cho vị trí của các cái phần tử đấy nó không, nó hỗn độn với nhau, do quá trình tạo file mô hình 3D thì người vẽ sẽ xóa thằng này đi rồi thêm thằng kia vào, xóa thằng này kia rồi lại thêm thằng kia vào, liên tục như vậy, nên là chúng ta cần phải sắp xếp lại. Ở đây sắp xếp theo function, thì function ở đây là một cái point, mình sắp xếp theo x chẳng hạn, thì mình sẽ có point x kéo xuống, tức là mình có một nút là point x, tức là bình thường thì nút này sẽ lấy cái giá trị tọa độ x của điểm ra, nhưng ở trong trường hợp này nó đóng vai trò là function và sẽ sắp xếp các cái điểm đưa vào theo cái hàm này. Đó. Thì nó giống như việc gì ạ? Đây nó thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không? Thằng này là 19 8 7 5. Nó giống như việc này thôi ạ. Thực ra hai cái này nó tương tự nhau, ví dụ là nó, mọi người làm này. Và mọi người list sort by key cũng được. Thích thì mọi người list sort by key. Nhưng mà với điều kiện là mọi người gọi ra point x làm key. Đây ạ, point x làm key. Và thằng này vào đây. Thì kết quả nhận được của hai cái thao tác này là như nhau. Mình nhìn nhận. Tức là thằng này lấy point x để gọi ra point x, thằng này không cần gọi ra point x, không cần gọi ra giá trị, bởi vì mình không quan tâm giá trị x làm gì cả, mình chỉ quan tâm là sắp xếp theo nó thôi, đúng không? Thì cái này nghe có vẻ hợp lý hơn, bởi vì nó trông có vẻ đỡ phải nối nhiều hơn, đúng không? Nối ít hơn. Thực ra nút thì vẫn thế nhưng nối ít hơn, bởi vì về mặt bản chất nhá, mình chẳng cần lấy point x làm gì cả. Đúng chưa? Về mặt bản chất thì cái thao tác này tiết kiệm bộ nhớ hơn. Đấy, nhưng mà thực ra thì cũng như nhau thôi, nó không ảnh hưởng gì cả, bởi vì với kỹ sư chúng ta tiết kiệm 0,1 giây nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và cái việc này nó không phải không bao nhiêu giây cơ, nó nhỏ lắm. Nhưng mà về mặt lý thuyết thì thao tác này sẽ nhanh hơn nhá. Thao tác này chạy sẽ nhanh hơn, thao tác này chạy sẽ chậm hơn, bởi vì thao tác này mình tốn bộ nhớ cho cái việc này. Nhá, còn thao tác này thì mình không tốn bộ nhớ cho cái việc này. Cho cái việc gọi ra point x này. Ok chưa? Đấy là sắp xếp. Thế thì sắp xếp có thì sẽ có một nhóm tên là group. Ngoài việc sắp xếp thì ta sẽ có một nhóm rất quan trọng nữa được gọi là group. Group by function, group by key. Có hai nút rất quan trọng. Đúng không? Thì group by key nó hoạt động như thế nào? À, cái này thì mình phải có một cái ví dụ nó điển hình hơn đây. Group by key mình sẽ copy hai thằng cũ nhá, cho nó nhanh, đỡ phải ngồi nhập. Group by key nghĩa là sao? Nó sẽ gom nhóm những phần tử nào có chung cái mã với nhau, chung mã tương ứng với nhau. Ví dụ ở đây đầu vào thì vẫn là ví dụ ABC chẳng hạn. Được chưa? Ở đây thì mình không thay bằng, mình không sắp xếp nữa, ở đây mình thay bằng 2. Tức là A và C sẽ có chung mã, đúng chưa? Và A và C sẽ tự động nhóm vào một nhóm giống như thế này. Và B sẽ là một nhóm riêng cho của nó. Đây, A và C sẽ vào một nhóm bởi vì nó có chung mã là cùng 2. Chung key là 2. Còn B sẽ vào một nhóm. Tương tự như vậy với hàng ngàn phần tử nó vẫn đúng nhá. Hàng ngàn phần tử nó vẫn đúng. Và trong thực tế công việc chúng ta sẽ có rất nhiều các bài toán, ví dụ như bộ môn kết cấu chẳng hạn. Chúng ta phải nhóm các thanh thép có cùng chiều dài, cùng hình dạng, cùng kích thước. Đúng không? Cùng hình dạng, cùng kích thước, cùng đường kính. Đấy, tại là như thế. Hay là trong bộ môn cơ điện chẳng hạn, chúng ta cần phải nhóm vào các cái thằng fitting thuộc cái hệ thống ống nào đó, hệ thống ống cấp thoát nước hay hệ thống ống phòng cháy gì đấy. Các nhóm vào. Nó có rất nhiều bài toán để nhóm nhá.
rất là nhiều bài toán, hay trong có một số trường hợp là ta cần phải nhóm kiểm tra, viết cái bài toán kiểm tra xem các phần tử nó trùng nhau hay không. Tức là ta sẽ dựa theo cái tọa độ trùng nhau đấy để ta gom nhóm lại xem thằng nào trùng nhau hay không. Như vậy trùng nhau hay không thì chúng ta sẽ biết là chỉ cần có trên hai phần tử thôi là biết là chỗ đấy có phần tử trùng nhau. Đấy, trong quá trình vẽ như vậy có rất nhiều ứng dụng nhưng mình không thể kể hết được mọi người ạ. Kể hết bây giờ thì nó mọi người cũng không thể hiểu được hết. Bây giờ cứ phải hiểu được cái này đã. List group by key là nó nhóm phần tử theo cái mã đưa vào. Cái mã đưa vào này là do người dùng tự tạo ra. Người dùng có thể tạo ra là từ nhiều dữ kiện, một hoặc nhiều dữ kiện, một hoặc nhiều điều kiện để tạo ra cái mã này. Không nhất thiết phải là nhập nhập như mã như mình, không bao giờ người ta nhập mã như mình như này, mà người ta thường gọi ra tham biến, giá trị tham biến để có thể thay đổi, đúng không? Ví dụ như mình cần gom nhóm những cái cửa nào có của Euro Window chẳng hạn, cửa nào không phải của Euro Window, đúng không? Mình có thể gom nhóm như vậy. Vậy là cái tham biến nhà sản xuất của nó sẽ là cái tham biến mà mình cần làm key, muốn làm key. Thậm chí mình tăng số lượng tham biến lên cũng được. Ví dụ cửa của Euro Window nhưng mà cao 2m2 mình mới lấy, đúng không? Mình mới gom nhóm lại. Còn thằng nào không phải cao mét này mình bỏ đấy, những cái việc rất đơn giản. Ở đây là group by function ở đây. Là group by function ở đây. Có nghĩa là gom nhóm những thằng nào mà có chung giá trị. Có chung giá trị. Đây, mình sẽ ví dụ cho mọi người thấy. Đây. Mình sẽ có một thao tác gọi là tạo ra tập hợp điểm ở đây. Nhưng mà mình tạo ra một điểm này rồi đúng không? Bây giờ mình tạo ra hẳn là thêm một lần nối nữa đi. Đây. Thêm y nữa đi. Mình bấm run này. Thấy kết quả là mình tạo ra hai nhóm đúng không? Hai nhóm phần tử này. Vậy bây giờ thì mình sẽ biết là mình sẽ gom nhóm các phần tử theo như thế nào. Mình sẽ gom nhóm là điểm nào hai cái nhóm này, điểm nào mà có chung giá trị x thì mình nhóm với nhau, được không ạ? Điểm nào có chung giá trị x thì mình nhóm nhau, điểm nào không có chung giá trị x thì mình không nhóm. Thì mình đầu tiên mình phải làm gì? Mình point x. Đây, đây là một hàm đưa vào như vừa xong đúng không? Các list đưa vào thì sao? Mình có thể list join. Đã học từ bài trước, nhớ nhé, đã học từ bài trước rồi nha. Đây, ta có kết quả như thế này. Và mình sẽ dễ dàng gom nhóm được theo các cặp hai phần tử một, hai phần tử một, mặc dù nó không trùng nhau. Đây, điểm này và điểm này sẽ cùng một nhóm, điểm này và điểm này sẽ chung một nhóm, tức là bởi vì nó cùng x nên nó chung một nhóm, đúng chưa? Đây là dữ kiện mình đưa ra là chung x nên mình sử dụng git group group by function ở đây, tức là gom nhóm theo tọa độ x của các điểm, đúng không? Các điểm thẳng hàng này và nó, nếu mọi người để ý nối vào nhau nó sẽ thành cho đan đan này, đúng không? Đấy là cái việc hết sức bình thường mà chúng ta cần hiểu cái hoạt động của nó thôi. Nhóm bởi cái gì? Trong thực tế chúng ta sẽ có những bài toán nhóm theo chiều dài, nhóm theo diện tích, nhóm theo thể tích, nhóm theo đủ các thứ mọi người ạ. Rất nhiều cái việc nhóm đấy, hay nhóm theo cái vector song song, đúng không? Nghĩa ở đấy thì thực tế nó sau này mọi người sẽ học, nhưng mà mọi người hiểu rằng đầu tiên là phải hiểu cách sử dụng đã, cứ phải hiểu cách dùng ở đây đã thì mới làm được. Đấy là về nhóm, nhóm và sắp xếp. Còn một nút chưa giới thiệu nữa, đó là list sample. List sample, cái thằng này bản chất nó làm cái gì? Đó là nó lấy tương ứng, tức là chuyển hàng thành cột, chuyển ma trận hàng thành ma trận cột. Nói như thế chả hiểu cái gì cả, bởi vì mọi người hình dung này này. Chẳng mình sẽ mô tả trong Excel vậy. Ok, mình sẽ mô tả trong cái file Excel ví dụ này thôi. Dạ, đây, thì mình sẽ thấy là, mọi người thấy là mình, ví dụ mình có là 1, 2, 3, 4. Tức là list mình đã sắp xếp là 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Theo một list, ở đây cũng có tương tự như vậy. Nhưng bây giờ mình không muốn xếp list theo thứ tự 1, 2, 3, 4 nữa, mình xếp list theo thứ tự dọc này thì sao? Tức là các list còn dọc, các list còn, các list còn, các list còn. Đầu tiên list còn của mình là 4 phần tử nhá. List còn thứ hai là cũng 4 phần tử. Nhưng mà bây giờ mình không muốn làm 4 phần tử nữa mà mình chuyển hàng thành cột. Có nghĩa là mình muốn là thằng này là một thằng này là một nhóm, thằng này là một nhóm, thằng này là một nhóm. Thay vì 4 nhóm thì mình sẽ phải có. Thay vì 2 nhóm mình sẽ có 4 nhóm tất cả theo cột. Nhóm theo cột, thằng này là nhóm theo hàng, thằng này là nhóm theo cột. Thì thằng Chanpo chính là cái thằng đấy. Thằng Chanpo chính là chuyển nhóm theo hàng thành nhóm theo cột. Ví dụ ở đây chẳng hạn. Theo như mình nói thì thằng này sẽ là thằng này sẽ là một thằng này với thằng này. Thằng này, thằng này. Tức là các chỉ mục chung nhau sẽ vào một nhóm. Và nó thành như thế này. Mọi người thấy chưa? Mình thấy các chỉ mục chung nhau này. Đấy. Đây này. Không nó sẽ vào một nhóm. Đấy. Không này sẽ vào một nhóm này. Không này này. Không này này. Không này này. Không này này. Không này. Tất cả sẽ vào một nhóm. Và thằng 1 còn lại sẽ vào một nhóm. Nó thành cái nhóm như thế này. Đấy là list sample. Đấy là hầu hết các kiến thức về phần list.
Ở đây có một vài nút nữa nhưng mình sẽ không giới thiệu đâu, bởi vì nó ít dễ dùng. Nếu như mọi người có các bài toán nào mà va phải hay thắc mắc là thiếu nút để mọi người dùng, thì mọi người thể đăng lên diễn đàn cộng đồng Dynamobeam Việt Nam ở nhóm Facebook ấy, hoặc là trang cộng đồng Dynamobeam Việt Nam, inbox mình có thể trả lời cho mọi người. Nhưng khuyến khích mọi người đăng lên nhóm, bởi vì những cái nhóm thì sẽ có rất nhiều người có thời gian để trả lời cho mọi người. Nếu như nhắn tin cho mình thì có thể mình sẽ trả lời mọi người rất là muộn vào ban đêm chẳng hạn, đúng không? Thì sẽ giữ việc của mọi người muốn đăng lên nhóm trước, thì đến buổi chiều mình sẽ có thói quen là kiểm tra cái việc đấy, kiểm tra trong cái nhóm đấy có các bài đăng nào chưa được trả lời hay không, thì nếu mình trả lời được thì mình sẽ trả lời ngay. Ok chưa? Thế thì chứ mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhá.